Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Bình Dương ứng trực 100% quân số, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn. Đêm ngày 24 tháng 3, một tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương chốt chặn tại ngã tư đường Mỹ Phước, Tân Vạn, giao với đường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một để xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn. Trong tổ tuần tra đêm cùng ngày, có điểm đặc biệt là có hai nữ cảnh sát giao thông được tăng cường để đo nồng độ cồn. Hai nữ cảnh sát giao thông thuộc quân số của đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, nhưng được tăng cường cùng lực lượng tuần tra để xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương vừa có văn bản chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giao thông. Tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá tải, quá khổ, đặc biệt chú trọng chuyên đề giao thông học đường. Đồng thời, nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, nếu đủ cơ sở pháp luật thì khởi tố vụ án để xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, khảo sát, kiến nghị cơ quan chức năng khắc phục những bất cập về tổ chức giao thông, các điểm đen về tai nạn giao thông. Ngoài ra, các địa phương phối hợp tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông để người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Kết quả kiểm tra cho thấy, chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ đo nồng độ cồn, đã có khoảng hơn 10 người điều khiển xe máy vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó, có một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và có nồng độ cồn ở mức cao. Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy, một nam thanh niên sau khi lập biên bản tạm giữ xe đã phải bắt xe ôm để về nhà. Bình Dương, một cô gái dùng chiêu ve sầu thoát xác để né đo nồng độ cồn. Liên quan đến công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, cũng tại Bình Dương, vào đầu tháng 3, một sự kiện dở khóc dở cười đã xảy ra khi một cô gái dùng chiêu ve sầu thoát xác để né đo nồng độ cồn. Trước đó, ngày 9 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã vừa đồng loạt ra quân xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt về nồng độ cồn. Được biết, ngoài cảnh sát giao thông còn nhiều lực lượng khác phối hợp để xử lý các vi phạm và phòng chống các loại tội phạm. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh sẽ phối hợp với các lực lượng khác tuần tra, lập chốt đo nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường, bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 đến khi có chỉ đạo mới. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, việc tuần tra kiểm soát và xử lý các vi phạm về giao thông là công tác thường xuyên. Tuy nhiên, trong đợt ra quân thực hiện chuyên đề lần này, sẽ đẩy mạnh đo nồng độ cồn. Cũng theo vị lãnh đạo này, việc lái xe sau khi sử dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Chính vì thế, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh sẽ tập trung vào việc đo nồng độ cồn để nâng cao ý thức của người dân, từ đó kìm giảm tai nạn giao thông. Cụ thể, đêm 9 tháng 3, Công an thị xã Bến Cát phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là về nồng độ cồn. Lực lượng tuần tra với hàng chục cán bộ chiến sĩ gồm nhiều lực lượng, cảnh sát giao thông, hình sự, ma túy, cơ động được chia làm 2 tổ, chốt chặn tại 2 tuyến đường trọng điểm có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn. Theo ghi nhận, chỉ sau khoảng hơn 1 giờ lập chốt kiểm tra về nồng độ cồn, đã có hàng chục người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn bị lập biên bản xử lý. Đáng chú ý, có 2 cô gái trẻ điều khiển xe máy có nồng độ cồn vượt khung tối đa hơn 0,6mg trên 1 lít khí thở. Trong đó, có một cô gái khi bị lực lượng công an phát hiện có nồng độ cồn và tiến hành kiểm tra lần 2. Cô gái đã tráo đổi người bạn ngồi phía sau để đo nồng độ cồn thay mình nhưng bị lực lượng công an phát hiện. Tiếp tục đo nồng độ cồn, tổ tuần tra phát hiện một người đàn ông chở theo con nhỏ cũng có nồng độ cồn. Làm việc với tổ tuần tra, người đàn ông này cho biết mới đi đón con nhỏ từ nhà trẻ về. Trước khi đi đón con đã nhậu một chút.
Trong khi làm việc lập biên bản, lực lượng công an cũng giải thích về mức độ nguy hiểm khi đã sử dụng rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt là khi chở con nhỏ sẽ rất nguy hiểm cho bản thân và cháu nhỏ. Thời điểm lập chốt kiểm tra, nhiều người phát hiện chốt kiểm tra đã quay đầu bỏ chạy nhưng đều bị lực lượng công an phát hiện kiểm tra. Theo đó, tất cả các tài xế điều khiển phương tiện lưu thông qua chốt đều phải kiểm tra nồng độ cồn. Bộ Công an tiếp tục bảo lưu quan điểm cần cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với người lái xe sau khi tham vấn ý kiến của các bộ ngành. Bộ Công an vừa hoàn thiện báo cáo giải trình của Chính phủ về một số nội dung lớn trong dự án Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Trong đó, cơ quan soạn thảo tiếp tục đề xuất cấm người điều khiển xe có nồng độ cồn tham gia giao thông. So với dự thảo trước, báo cáo chỉnh lý lần này của Bộ Công an đưa thêm các số liệu để chứng minh việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn là cần thiết. Cụ thể, cơ quan soạn thảo khẳng định sau khi tiếp thu ý kiến các đại biểu tại kỳ họp thứ 6, đơn vị phối hợp với Bộ Y tế tổ chức nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tổ chức điều tra xã hội học, hội thảo khoa học về tác hại của rượu bia đối với người tham gia giao thông đường bộ, lấy ý kiến của các chuyên gia y tế tại các bệnh viện lớn của Việt Nam. Kết quả cho thấy, rượu bia ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm thần và hành vi của con người, đặc biệt là những người sau khi sử dụng rượu bia. Điều khiển xe tham gia giao thông. Dự thảo nêu, các nhà khoa học đều đồng thuận cao, phải xử lý nghiêm người điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ có sử dụng rượu bia, vì những con số đáng báo động về tác hại của rượu bia. Cụ thể, Bộ Công an cho biết, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023, số người tử vong và bị thương vì tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia chiếm 20% tổng số người tử vong và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra. Trong đó, 80% là lỗi do người điều khiển xe đã sử dụng rượu bia gây ra. Thêm vào đó, theo thống kê, điều tra xã hội học đối với 43.765 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam của Bộ Công an, thì có 22.442 phạm nhân trước khi phạm tội đã sử dụng rượu bia. Con số này chiếm 51,28%. Đối với 7 nhóm tội danh như giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hiếp dâm, chống người thi hành công vụ, vi phạm quy định về tham gia giao thông, Bộ Công an cũng lần nữa khẳng định việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với người lái xe đang phát huy rất hiệu quả. Trong năm 2023, sau khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý đối với người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia giảm 25% số vụ, 50% số người tử vong, 22% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022. Bộ Công an nhấn mạnh, do đó, cần tiếp tục duy trì việc kiểm soát xử lý quyết liệt, phát huy hiệu quả hơn nữa của chủ trương này. Ngoài ra, cơ quan soạn thảo cũng khẳng định việc cấm tuyệt đối người lái xe sử dụng rượu bia nhằm mục đích để người dân dần hình thành thói quen, văn hóa đã uống rượu bia không lái xe. Sau khi ý thức, văn hóa giao thông hình thành tốt có thể nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Các bộ ngành ý kiến gì? Trước đó, tham gia ý kiến dự thảo báo cáo trên, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với Bộ Y tế xem xét tính khoa học trong quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn và xác định hơi thở có nồng độ cồn nội sinh, bởi lẽ một số đồ uống trái cây cũng phát sinh nồng độ cồn. Thêm vào đó, nước ta là quốc gia có nhiều phong tục, tập quán, lễ hội, dỗ chạp nên cần đánh giá thêm về tính thực tiễn. Ngoài ra, cũng có bộ đề nghị Bộ Công an bổ sung các kết quả tác động về kinh tế khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn. Chẳng hạn, ảnh hưởng như thế nào tới ngành sản xuất rượu bia có cồn, ngành dịch vụ kinh doanh ăn uống, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cũng được nhắc xem việc giải trình có đoạn nêu. Trong khi đó, văn hóa ẩm thực của Việt Nam có nhiều điểm đặc thù, đã bắt đầu uống là không thể dừng, mà khi đã say thì khó nhớ luật quy định gì. Bởi lẽ nội dung này của Bộ Công an có thể là các nhận định không khách quan, không phản ánh đúng văn hóa số đông người Việt Nam. Bộ Công an cũng được đề nghị bổ sung nghiên cứu tác động của cồn đối với khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của người lái xe ở những mức độ khác nhau và trường hợp nồng độ cồn nội sinh. Về các vấn đề trên, Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Tổ chức điều tra xã hội, Hội thảo khoa học. Qua đó, các nhà khoa học khẳng định việc sử dụng rượu bia
ảnh hưởng đến thần kinh của con người. Bộ Công an nhấn mạnh, thêm vào đó, với các hình thức tham gia giao thông chưa tốt như hiện nay, người tham gia giao thông cần tiếp tục kế thừa quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia là cấm người điều khiển xe có nồng độ cồn tham gia giao thông để có chế tài xử lý nghiêm khắc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.